chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, nếu như Đà Lạt có Combiland, Ba Vì có nhà kính xương rồng, thì bây giờ giữa lòng Hà Nội đã có Cartizone, một khu vườn xương rồng vô cùng thơ mộng xinh xắn, đảm bảo sẽ mang lại cho các bạn những bức ảnh chất lừ. Ngay bây giờ hãy cùng Yêu Media đi khám phá khu vườn xương rồng Cartizone này nhé. Xương rồng Cartizone nằm ở địa phận xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là một khu vực khá là mới, thế nên chưa có biển chỉ dẫn rõ ràng. Vì vậy các bạn có thể đi đến cầu Nhật Tân, sau đó gọi điện thoại cho anh chủ vườn để được hướng dẫn nhé. Như các bạn thấy đây, mình đang ở trong khu vực của Cartizone rồi. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình đến đây thì cảm giác như là vừa mới lạc vào một cái Đà Lạt thu nhỏ vậy các bạn ạ. Toàn bộ xung quanh là những cây xương rồng rất là đẹp mắt. Đây, như các bạn có thể quan sát này, rất nhiều kiểu dáng cây xương rồng khác nhau. Không như các loài hoa khác thì xương rồng mang một vẻ đẹp vừa gai góc, vừa hoang dại. Đây, có những cây xương rồng. Ở đây thì không gian của Cartizone theo mình thấy là không phải là quá rộng lớn đâu các bạn ạ. Thực ra không gian như thế này thì nó cũng tương đối là nhỏ, thế nhưng mà được quy hoạch rất là bài bản, gọn gàng. Mình thấy là lối đi rất là rộng này. Đó, để có thể khách tham quan có thể cũng như là chụp ảnh có thể đi lại dễ dàng. Ở đây thì từng khu vực chia theo từng khu vực này. Mỗi khu vực có một bối cảnh nhưng nói chung là đều là cây xương rồng thôi. Vì thế là có những cái tảng đá này, hay mình quan sát là có những chiếc ghế. Đúng rồi, những tảng đá và những chiếc ghế để mình có thể ngồi tạo dáng chụp ảnh. Rất là tiện lợi các bạn ạ. Theo như mình tìm hiểu ý, thì giá vé để vào khách vào tham quan cũng như là chụp hình ở đây thì là 80.000 đồng một người. 80.000 đồng một người thì không giới hạn về thời gian chụp, thì các bạn có thể chụp mấy tiếng, hay là thậm chí là nếu mà các bạn có sức thì chụp từ sáng đến chiều cũng được. Đây là khu vực toàn bộ là khu vực ngoài trời, vì vậy các bạn nhớ để ý thời tiết nhé. Còn một lưu ý nữa mà mình muốn nhắc cho các bạn, đó là vì là khu vực ngoài trời, vì thế nên là các bạn nên chọn những cái thời gian chụp nó phù hợp. Thời gian chụp phù hợp theo mình thấy thì buổi sáng là từ 9 giờ đến 10 giờ, còn buổi chiều là từ 2 giờ đến 3 giờ nhá. Thì vào những cái thời gian đấy thì nắng nó không bị quá gắt ấy. Tuy nhiên bây giờ vào mùa đông rồi thì cũng không có sợ, các bạn không sợ là quá nắng gắt đâu. Vì thế thì mình chỉ cần để ý hôm nào mà không lạnh quá thì mình đi chụp, bởi vì đây là khu vực ngoài trời ấy. Để ý thời tiết một chút, ấm thì sẽ chụp sẽ tốt hơn. Đó, ở những chiếc, có những setup, những cái tảng đá này hay những chiếc ghế này để mình có thể chụp hình, rất là đẹp. Oh, 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 oh